Đây bữa hổm giận quá, quá trời bức xúc. Nè, chị mình ăn ăn học cao chi rồi chị mình hiểu lầm. Mình nói có một hai câu mà bả chi đoán ra tới hàng vạn câu chổng rồi mới xảy ra câu chuyện đó. Anh thấy Nếu thế mà nào? lời nào xin lỗi được thì con gửi, còn lời xin lỗi này con gửi không được đâu má ơi, má đừng buồn con. Nó bám theo em Ok. vậy không à? Em chị phải hả bán thân để nuôi nó, một thằng đàn ông như vậy á thì em nhắm đi, có con đàn bà nào chấp nhận mà chưa kể đâu, thấy em chị sanh con cho nó rồi hả, nó quýnh em chị, nó vũ phu chính chị thấy luôn nè. Thì mẹ nói ừ bà giờ vợ tôi mẹ ơi, bây giờ con coi đã, con nuôi mụ mà mẹ giao con hai đứa sao con nuôi nổi. Dạ. Mẹ hổng tao vô qua rồi tao cự lộn với bà ngoại mày rồi ai đóng cửa, tao ra về ai đóng cửa, mày phải không, hai đứa mày phải không? Tôi nói bà ngoại gì mà làm vậy, tôi cự lộn với bà luôn đó. Tôi cự lộn với bà, tôi nói bà ngoại gì mà không có trách nhiệm, đã nó mù đuôi mà thêm giao trong hai đứa nhỏ rồi sao mà nó sống nổi. Trời đã ban cho con thơ nhọc nhằn, nhìn đàn con thơ anh ơi mặt đôi mồ rơ mò tự tôn, lòng bâng khuâng anh biết nói thế nào. Mẹ sanh con ra mẹ bỏ con, ba con bị mù, ba con không nấu cơm được, con ra đường ai cũng nói con bị mẹ bỏ con. Con ông bụng con về nhà con không dám nói cho ba con nghe, sợ ba con buồn. Dạ. Rồi xin chào cô chú anh chị cùng quý khán giả, quý bạn thân mến đang theo dõi trên phần bản thì hôm nay bản tới gặp anh Lân nữa cô chú anh chị. Thì sau khi đoạn clip đăng tải lên thì hôm trước thì được một bên chị hai vợ của anh Lân cũng đã đối thoại với anh Lân rồi. Và sau khi cái qua câu chuyện này thì có chuyện gì nữa không anh Lân, thì sau khi mà chia sẻ như vậy đó rồi hai bên có gọi điện gì cho anh nữa không? Dạ. Dạ xin chào ông bà con chú bác tất cả anh chị em Mạnh Thường Quân. Chúc mãi mãi dồi dào sức khỏe. Còn hoàn cảnh của em như vậy thì em phải chịu như vậy rồi, chứ còn nói về vợ em với em bây giờ điện thoại không liên lạc được. Em chỉ biết như vậy thì em chùa chiền ta cho em sống qua ngày, em nuôi hai đứa nhỏ ngày nào hay ngày nấy. Thì hôm trước đó thì hai người nói thoại đó, nói chung là chị kia thì nói rất là nhanh, nhiều khi anh trả lời không kịp. Dạ. Nhiều khi những cái câu hỏi của chị ấy đặt ra nhưng mà anh không chưa trả lời thì chị đã nói rồi, thì nói chung mình thấy những cô chú chị mình bình luận á thì nghe nói là vậy. Đó là chị hai ruột vợ anh đúng không? Dạ. Đúng không anh Lân? Dạ đúng rồi. Thì bản xin đến chính một lần nữa thì anh Lân là anh bị không thấy đường thiệt đó chú chị, chứ không phải là giả đâu, cái đó là một sự thật. Thì anh vừa mới đi chùa về thì bị gần tháng 7 thì rất là nhiều quý Phật tử hay là quý Mạnh Thường Quân đến chùa để phát quà thì anh phải đi nhận, tại vì cuộc sống của anh thì sống nương tựa như là hai ba cha con như vậy là không có làm gì ra tiền đâu, chỉ là chùa giúp đỡ hơi rất là nhiều, cũng như là hai đứa nhỏ cũng đã từng ở chùa. Và nghe lúc trước là con anh ở chùa cũng có làm lâu á, nói chung là có thời gian dài á, đúng không? Dạ. Là hồi đó là hai đứa hay một đứa? Dạ đó hai đứa, hồi đó hai đứa con ở chùa luôn á con. Dạ. Tại vì nghe nói chứ không biết. Sao không biết anh? Dạ tại vì không ai cho hay, con cái con còn không biết ở đâu nữa. Rồi bắt đầu nghe bà mẹ bá nói mới biết. Mẹ nào, mẹ ruột hay mẹ? Mẹ nó, bà mẹ vợ á. À. Với em trai nói mới biết. Ừ, biết hai đứa con mình là ở chùa. Dạ. À vậy là anh đâu có đưa đi hả? Dạ không có, trời ơi nỡ lòng nào đưa con đi vô chùa. Rồi lúc đó là anh ở đâu? Dạ lúc đó ở dưới quê nè, mù ở con mình nè. À em hiểu rồi, em hiểu. Dạ. Rồi lúc đó mình bị không thấy ánh sáng rồi con mình phải đi chùa. Dạ. Rồi hai đứa con ở chùa là sư nuôi mà đúng không? Dạ cũng không biết sư nào nuôi, rồi trong đó người ta cho ăn cho uống gì đó. Dập sau này người ta mới nói vậy, rồi mới gửi về, nghe mới đưa về. Với bà má vợ bà cũng nói là đưa vô chổng rồi bà mới bắt về, bà đem về đây. Ừ. Bà ở với bà cũng thời gian vậy đó, rồi bà mới đưa về đây. Ừ. Dạ. Rồi buồn không, mấy ngày vừa qua buồn không, tâm trạng sao rồi? Dạ. Hết buồn chưa? Dạ cũng còn buồn nhưng mà suy nghĩ là buồn cũng đâu được gì đâu. Ừ. Miệng đã nói ra rồi, bây giờ có buồn đi cũng đâu nuốt lời được đâu. Dạ. Dạ. Bây giờ tâm trạng dữ lắm mà bữa em thấy căng quá, hai chị em nói chuyện căng quá. Dạ.
Giống như bây giờ buồn rồi cũng vậy, mà thôi vui đi cho chắc ăn. Bây giờ đã buồn mà có khi nào mà lấy lại được lời nói ở trên mạng được đâu. Nhưng bây giờ thôi vui ngày nào hay ngày nấy. Như cuộc sống của anh nó đâu có muốn như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Còn trên mảnh đường quân mấy chú bác tất cả anh chị em thương cho em mừng, nhưng mà cú sốc cái quá khủng. Dạ. Dạ cú sốc đó em giết người lúc trước người ta xuống cho mừng lắm. Nhưng mà biết giờ sao cú sốc quá khủng, mất công người ta đổ thừa bậy bạ rồi tội nghiệp cho mình á. Dạ. Dạ. Là chưa có ổn hả tinh thần giờ? Dạ cũng bình thường à. Bình thường rồi ha. Dạ. Cũng vui vẻ bình thường vậy đó. Ý là sao sau câu chuyện đó là có ai gọi không? Hôm bữa trước là có chị hai vợ anh có gọi cho anh mà, đúng không? Dạ có gọi một lần một tới giờ luôn. Là cái bữa đó là kêu chị đó kêu em xuống đây nè. Dạ là cái bữa đó hâm he vậy đó, nói hôm em đang ngồi đó rồi hôm hâm he rồi mấy hôm chút xíu mạnh thường quân xuống tới rồi để bả đi xuống dưới này nọ rồi đó. Bữa nó có anh nói chuyện đó. Dạ cũng xong rồi, nói chung là bên đó là hết rồi đó, không ai liên quan ai nữa ha. Dạ nói chung xong rồi yên xuôi vậy đó. Bây giờ mình lo cuộc sống ba cho con mình đi, cái chuyện đó là thôi bỏ qua hết. Dạ. Nói chung là nếu mà ai sai thì xin lỗi. Dạ đúng mà, rồi. Anh có sai phải không? Dạ. Có sai không? Có đâu có sai chuyện gì đâu, tại vì em mù mà em đâu có nói bậy đâu mà em sai. À. Tại vì mấy anh lúc đầu hỏi em á, nói thiệt đi, lúc em lúc mà là mù như thế nào, từ lúc mù tới bây giờ rồi anh sống ra sao, thì em nói em sống như vậy. Ừ. Dạ đúng rồi, chứ mạnh thường quân người ta cho người mù chứ thấy đường ai cho. Đúng rồi. Bởi vậy em thiệt tình em mới tâm sự lúc em mù em sống vậy rồi. Em tâm sự cho anh nghe rồi trên kia hiểu lầm. Hiểu lầm rồi bắt đầu mới nói trên cộng đồng mạng như vậy. Thế giờ cái bữa đó anh ngủ không được luôn anh Lưng? Dạ. Bữa đó ngủ được không? Dạ cũng ngủ được mà ngủ chút bữa nào cũng vậy, ngủ chút thức rồi. Thức làm gì anh, có làm gì được gì đâu thức chứ. Dạ ngủ không được á. Thức đi vòng vòng đụng này đụng kia sao? Không có ra võng nằm. Tại vì ngủ đang ngủ ngon mà thức vậy thì thức luôn á. À. Ngủ lại không được. Mình quen thấy ánh sáng rồi tự nhiên cái tối thui như vậy nó bức rứt hả anh Lưng hả? Dạ. Tâm trạng lúc đó mà mình biết tin mình bị gì đó, lúc đó anh cảm nghĩ như thế nào lúc đó đó? Lúc mù á anh. Dạ. Dạ lúc mù thì nghe nói là lúc ban đầu á là bác sĩ nói là mạch máu còn mới quá, chưa có hẳn định là chỉ được mắt hay là không. Dạ. Đợi khi nào mạch máu để càng lâu á mà mạch máu cho chuẩn là đi thẳng lên ngay chân chỗ mẫu á, khám thêm một lần nữa người ta kêu đi lên ngay chỗ mẫu một lần á. Rồi bắt đầu bây giờ không có đi, chưa đi, có đi vòng vòng ngoài người ta nói chị không được. Bây giờ là hết rồi, trễ quá rồi. Dạ. Ý là em hỏi anh á, lúc mà mình biết cái mình không thấy đường nữa, lúc mà mình thấy ánh sáng thì mình còn thoải mái hơn. Dạ. Thì lúc mà không có thấy đường nữa là cảm giác anh như thế nào lúc đó đó? Dạ, cảm giác giống như nó khó chịu. Giống như mình mặn cái gì cũng không được, mình làm cái gì giống như nó bực bội lắm. Còn giờ sống thời gian ghét quen rồi. Dạ. Dạ. Nhưng mỗi lần muốn lấy cái gì cũng khó khăn ha. Dạ đúng rồi. Rồi bắt đầu mới nhờ người này nhờ người kia. Rồi sống một mình ghét thì giờ tự quen lên luôn rồi. Dạ quen rồi ha. Quen. Dạ. Hướng hết trơn chưa? Dạ. Quen đường quen hướng. Quen hết nhà. Rồi giờ tự mằn tự nấu hay là này kia quen hết rồi. Nấu được chưa? Dạ được chứ. Làm gì anh kể coi. Nấu kho cá, mặn cá rồi được hết á. Thiệt không? Thiệt chứ, trời cá chiên xù ăn ngon nữa, ngon hơn mặn còn sạch hơn mấy người thấy đường nữa. Wow, em bái phục à. Dạ. Là em không tin, không có chứng minh được. Bữa nào anh có dịp viếng thăm em, điện trước em mua cá để sẵn em mặn cho anh coi. Ủa anh cũng có số điện thoại nữa hả? Dạ có á. Thôi cho em lấy ra để bây giờ nói chung em xuống bất cờ không à. Dạ. Vậy là anh tự kho cá được luôn. Dạ ngon lắm. Vậy đó ha. Ngon thiệt. Canh chua kho cá nấu ngon lắm. Ý là bây giờ hiện tại nè. Dạ. Hiện tại á. Hiện tại mù á. Wow, vậy là có biệt tài nữa. Dạ. Mặn cá còn sạch hơn người thấy đường. Hay à, nói chung là nghe anh nói thôi không biết sao nữa nha. Dạ, hỏi hết cả sớm nè. tự nấu ăn lên á, suốt mấy năm đó, có ai đâu mà. Thì sao lúc này ăn mì lại là sao? Dạ. Tại sao lúc này ăn mì lại? Thì cũng ăn mì cũng bình thường, cũng có gì ăn nấy, lúc trước thì làm biếng nấu.
với phần không thấy đường rồi nấu cơm không được. Giờ thì ăn mì cái nào dễ nuốt rồi nuốt. Rồi bây giờ thấy đường nấu mì hả? À, thấy đường nấu cơm được hả? Dạ có người chờ em đó. Nấu nó chơi rồi nó nấu sẵn nấu cho ăn luôn. Thì cũng có anh em mà mới muốn người ta đi làm thì sao ta, ba cha con tính sao nè. Thì cũng vậy đó. Thì cũng nấu mì còn thôi, mượn kêu chỉ cho nó cách nấu cơm. Rồi ngồi xuống được không hay là ngồi chùm hổm gì mới được? Dạ ngồi xuống cái giò em xếp bằng khó lắm. À dạ. Nó bị tật bên nữa ha. Dạ. Vậy hôm trước á, ca cái bà gì mà muốn cho gì giang vòng tay rộng kêu vợ về đó rồi lỡ vợ về thì sao, chịu được không, nuôi được không? Dạ nó chửi cỡ đó làm sao về. Ủa vợ anh đâu có la anh đâu. Mà ủa sao mà trên mạng người ta biết mà sao mà không nghe vợ em một cái like nào chảnh hay là lời nói nào không nghe. Vợ anh chưa nói gì anh hả? Dạ mình sao nghe bà chị không à, mà nó trên mạng chửi cỡ đó nó sao về. Ủa sao anh nói chấp nhận mà. Dạ chấp nhận nhưng mà chửi quá rồi sao về. Là anh nghĩ là vợ anh hết về không? Dạ đúng rồi. Tại vì chứ theo em cũng không có về đâu, người ta có gia đình rồi anh trai. Dạ đúng rồi. Chứ mình muốn gì nữa, bây giờ thả đi, giờ mình hết duyên rồi. Dạ. Người ta đã có chồng có con, mình nhắc tới nữa bỏ luôn. Dạ. Bây giờ kiếm vợ mới đi. Thôi à. mù chắc em không muốn lấy vợ đâu. Không lấy luôn ha. Dạ không. Tại vì đâu có ai đâu mà đi thương mù. Thì lỡ có làm sao? Dạ. Lỡ có làm sao? Mà lỡ mà cũng không thương nữa. Vậy đó ha. Dạ thiệt tình. Trung tình. Nói trên trong cộng đồng mạng luôn mà có cũng không thương nữa. Chấp nhận là sống vậy. Dạ ha? Đúng rồi. Khỏi có ai ăn hiếp con mình. Mất công rồi lỡ đi chùa xin xỏ cái nhà bộ nó dụ ngọt rồi nó quýnh hăm he mấy đứa nhỏ em cũng đâu hay. À, này là tánh anh là thương con ha. Dạ đúng rồi. Vui vẻ làm chi, biết được bao lâu mà để cho con mình chịu đòn roi như vậy mình đâu có được vui. Thôi tốt nhất thôi vậy cho chết an. Thì hàng ngày là thường ngày anh suy nghĩ sao thì sống một mình vậy, lên nằm trên võng thấy anh đẻ gác cái tay lên trán để làm gì vậy? Dạ. Mỗi lần anh ngủ võng anh gác tay lên trán anh tư tưởng anh suy nghĩ gì ạ? À, gác tay lên trán suy nghĩ những cái câu chuyện vui nào để cho quên đi nỗi buồn chứ đâu có suy nghĩ gì đâu. Suy nghĩ chuyện vui hồi nào? Dạ. Hồi nào chuyện vui ở đó, ở đâu, ở Sài Gòn á? Không có, gác tay lên trán suy nghĩ hiện tại giờ mà mấy câu chuyện mà người đời người ta nói này nói kia mắc cười mình nghĩ lại mình cười cho quên nỗi buồn vậy đó. Ủa sao anh biết là người đời là sao anh? Giống như người này nói chuyện chơi, người kia nói chuyện chơi để ý á. À. Giống như để ý người ta nói chuyện khúc nào vui rồi mình nhớ lại mình cười lên vậy đó. À, vòng vòng á ha. Dạ, vòng vòng đây người ta nói chuyện mới cười lắm. Bây giờ chuyện cũ mình bỏ qua hết đi anh Luân. Dạ, đúng rồi. Đâu có buồn đâu. Anh là tên Luân, để em đặt nghề danh cho anh luôn. Dạ. Muốn lấy nghề danh gì á? Dạ, khỏi lấy nghệ danh nào, em chỉ thích tên cuối cùng trong đời đó. Xin đừng nhắc tên em. Ồ, là đổi tên luôn ha. Dạ đúng rồi. Vậy cho nó khỏi buồn phiền. Xin đừng nhắc tên anh luôn ha. Dạ đúng rồi. Rồi thì cái này có liên quan tới ca khúc gì đó nha. Dạ không. Có không? Dạ không. Thì bữa giờ sáng tác được mấy bài rồi? Dạ tại buồn mới hát chơi được, còn vui là không có thuộc bản nào hết á. Đâu giờ buồn rồi phải không? Dạ đâu có buồn. Cho buồn thử coi. Sao buồn được? Gặp mấy anh xuống thăm mừng chết sao buồn? Trời ơi, buồn giùm tôi một cái đi, hát thử coi. Mà buồn không được, thiệt tình buồn không được. Thôi giả bộ buồn coi. Sao đâu giả bộ được. Không có gì đánh gục bản thân mình bằng hai chữ chữ buồn hết. À. Dễ vậy đó. Còn mình nghèo hay là có gì ăn nấy mình vui hoài mà cái thể xác và linh hồn mình phơi phới à. À. Còn buồn cái là hạ gục mình không biết giờ phút nào. Lúc anh buồn anh tìm đến cái gì? Dạ đâu có tìm tới gì, có cái máy radio thôi. À nghe cái radio hả? Dạ đúng rồi, nghe tối ngày sáng đêm rồi thời sự này thời sự kia nghe tới hư luôn. Nghe hàng ngày riết rồi để chịu đâu nổi. Cháy luôn. Mua khác. Tiền không có tiền, lúc đó đâu có tiền đâu mua. Bây giờ? Còn giờ có mấy điện thoại nghe nhạc rồi. Dạ. Thường thường nghe nhạc gì? Dạ chữ tình không à, từ nhỏ lớn thuộc gì, bữa anh hát ngọt mà. Đây bữa hổm giận quá. Quá trời bức xúc. Này, chị mình ăn học cao chi rồi chị mình hiểu lầm. Mình nói có một hai câu mà bả chi đoán ra tới hàng vạn câu chổng mà mới xảy ra câu chuyện đó. Như em ăn học không có bao nhiêu
mà người ta nói câu nào mình để ý câu nấy chứ mình không biết suy đoán. Bởi vậy dễ sống vậy đó. Còn người ta ăn ăn học nhiều vô mà mình nói một câu phải đón đón già ra non. Người ta nói đúng rồi đón người ta tới bậy luôn. Ủa anh như bị gì? Dạ đó thọt ống chặn mấy mạch máu lại. À rồi. Là chặn máu hả? Dạ. Hèn chi đó anh vợ là mũi coi anh thấy nó lỗ có nhỏ xíu vậy. Dạ. Có thở được không? Dạ được chứ thở không được sao tâm sự. Tại thấy nó nhỏ quá thấy anh thở anh kéo kéo sao á. Hồi anh lỗ ở đây nè. Là hồi đó nại hồi đó mấy nó có mài ngứa quá lọt rồi ghét nó vậy đó. À hèn chứ nó nhỏ xíu à thở. Dạ. Dễ bình thường không? Dễ bình thường giống như mọi người vậy đó. Sợ không đủ hơi á vậy đâu có đâu. Dạ chưa là... chưa có bị ngạt oxy. Vậy là thở bình thường ha. Dạ đúng rồi. Ờ tôi ngồi nói chuyện với ông á thiệt chứ người ta nói ông mắc lìa lìa luôn á thiệt. Bởi vậy đi qua chùa người ta giống như người ta cầm tiền lẻ nè. À, ngồi nín hình đâu biết đâu, ngồi kế bên đó thấy chị ơi, nó mù đó, nãy giờ người ta đi hút hoài tội nghiệp nó, ai biết mắt cho cháu, và ai biết mù hay không? Mấy vậy người ta sau này đổi bển người ta mới biết là em mù. Rồi từ khi mấy bữa nay em quay anh đó là chắc người ta biết anh nhiều hả? Dạ không biết cái điện thoại của nhau em. Nghe nói dòng xóm này ta nói là anh đi chùa giờ ta biết anh mù nhiều rồi đó, tại lúc trước người ta không biết. Dạ. Sau khi mà chia sẻ cái câu chuyện của anh á thì bên phía nhà, người ta mạnh thường quân bên chùa đó ta thấy anh là ta biết anh liền à. Dạ tại vì cái người ông anh ảnh cho cái phiếu á là chỉ có mình anh ông anh nó biết à. Ừ. Tại vì ảnh biết mù còn mấy người kia không biết rồi đi luôn. À. Dạ rồi nhiều khi không thấy đường đi rồi đi ủi này chỗ kia rồi ông anh nó mới nói mù đó. Một ngày đi xin được bao nhiêu tiền? Dạ cũng hên xui. Là nhiều tiền á? Nhiều khi 5-70 cũng có với gạo. Nhiều khi 100-200. Sao anh ta biết tiền bao nhiêu đó? Người ta nói. Tại vì sư sể người ta nói hết á. Ừ. Giống như người ta cho nhiều cái bà sư đó mới nói nhiều đặng đã biết mình mù á. Sợ đâu có ai biết ai tốt hơn ai. Ừ. Với cái phần xe cộ đồ này kia rồi mất người ta nói trước cho mình mừng. Rồi à, lấy tiền đó về anh điếm bỏ túi hả? Dạ mua này mua kia nhiều khi không có tiền mua thiếu bên đó với bà rau cải ăn. Ý là xin xong là anh đếm tiền hay cho người ta đếm giùm? Giống như đặt ví dụ như người ta nói nhiêu thì nói nhiêu đó nên đâu có đếm chị. Ừ, có phân biệt được tiền nào không? Dạ giống như người ta nói tờ 50 hay tờ 100 hay là tờ 500 tờ 200 đo. Đo làm sao? Nhưng cái nào thấp nhất là tờ đó 50. Thấp nhất là sao? Giống như nó có tự phản chứ. Tiền có tượng ngắn ngắn mà để vô vậy nè giống như cầu thang vậy đó. Ừ. Nó lên bật tờ 500 như thế nào anh chia sẻ coi. Không nói không biết. Còn anh đưa văn biệt là tờ 500 với tờ 50 tờ 100 để vô đo thì tờ nào nó cao hơn thì tờ đó 500. À. Dạ. Tờ nhỏ nhất là kích thước sao? Là 50 thì nó mấm một xíu vậy nè. Tờ 1000. Tiền giấy đo không được. Giống nhau sao đo. Vậy là polymer anh biết phải không? Dạ đúng rồi. Giờ có cảm nhận như để ba tờ giống nhau polymer 10.000, 20.000 mà 10.000 thì nhỏ hơn phải không? Dạ đúng rồi, nó nhỏ hơn với cái bề ngang nó nhỏ hơn. Đúng rồi. Dạ. Tờ 500 là tờ bề ngang bự hơn hả? Dạ bự hơn. Nói chung là anh cũng tập để ý lâu rồi phải không? Dạ, đó bà mấy vợ chỉ lúc mới mù á. Ừ. Đúng mẹ vợ cũng chỉ chút đỉnh ha. Dạ. Sao mà để ý tới giờ? Dạ. Để trong mình còn có bệnh gì nữa không? Dạ không. Là chỉ có mù với cái gì? Chỉ có mù thôi đó chứ không có bị với mù thôi chứ không có bị gì đó. Với cái chân anh sao đi càng nhát? À còn chân này là cái khớp. Mù với bị cái khớp này nè là nó bị nhức. Ừ, trời lạnh nó nhức còn trời nóng không có nhức. À. Dạ. Trời lạnh nó ê. Ừ. À, là, sao? Là giống như là ở nhà ngủ hết rồi em ngủ không được. Ừ. Cái bắt đầu không có gì ăn hết trơn á. Cái rau xào hoài này kia lội xong thử rồi đặng cho mò kiếm gì ăn. Ừ. Mò đâu tới đó đi lên đi lạc đường. Mò đâu đi mò đi vô nhà đâu gần cái tiếng mò hoài không được. Cái gặp ông Dượng bển á ông hỏi giờ này mày đi đâu đi lưng. Nãy con đi mò cá mà lạc đường không biết đường vô. Cái ông mới chỉ đường vô nhà, không thôi tới sáng luôn.
Là anh có xuống mò cá hả? Dạ có muốn xuống mò chứ. Có bắt dính cá không? Dạ mò hai lần cũng có bắt, dính mấy con cua nhèm nó kẹp bỏ càng dính càng không à. Tự nhiên rồi bò xuống nước chi trời? Tại vì buồn quá lội mò kiếm này kia rồi tắm rồi cho mát. Rồi mấy lần? Dạ hai lần. Bây giờ hết dám xuống hả? Dạ bây giờ đâu có xuống nữa đâu. Sao vậy? Dạ tại vì giờ đi xuống dưới vậy. Thì sao nói xuống kiếm cá gì mà? Ờ lúc trước không có đồ ăn. Ừ. Giờ có này kia ăn rồi không có mò. Giờ là ở đâu ra có? Dạ mua này kia rồi với chùa chiền ta cho rồi cũng có giúp đỉnh mua để về kho hay là chiên xào đồ ăn. Ừ. Rồi cuộc sống anh vậy á, rồi sau này con cái anh sao, anh Lân có tính xa này sau này không? Dạ em giờ em không có tính trước. Tại vì ngày nào tính ngày nấy à. Chứ em sống ngày nào nuôi được mấy đứa nhỏ thì ngày đó em mừng, chứ em không tính trước được. Thí dụ người ta muốn cho anh sống mình đó, để con để đâu đó người ta nuôi phụ được không? Dạ không được. Bất chấp. Dạ đúng rồi, tại vì đời bây giờ chứ không phải như đời xưa. Mình cho dù người ta thiệt tình đi mình cũng chưa chắc ăn đâu. Tại vì nó còn con nít mà. Ừ. Lỡ này kia mà hối hận à. Ừ. Dạ. Vậy là anh thiệt tình phải không? Dạ đúng rồi. Tại vì con mình mà. Sao chứ người ta nói kêu anh hạ màn là sao, nói anh diễn là sao? Hạ màn anh nói diễn là cái vụ gì đó ai biết, bả nói à em còn không biết nữa. Sáng giờ ăn cơm chưa? Dạ. Ăn cơm mà chưa? Em đi chùa mới về em giặt thao quần áo mới nằm nãy ngủ được miếng. Anh tự giặt quần áo luôn hả? Dạ đúng rồi. Giặt được không? Dạ được, nó phơi đó. Anh phơi luôn, ai phơi? Em phơi anh em á. Vậy luôn hả? Dạ. Ồ. Vậy là làm được những chuyện đó rồi. Dạ. Vậy là giỏi á. Dạ. Vậy là mọi thứ đồ đạc là anh biết cái điểm hết trơn phải không? Dạ. Ừ. Chắc chắn là biết điểm chưa? Dạ biết rồi. Đâu cửa sổ bên nào? Dạ đây nè. Bộ cửa chính đâu? Đây đó. Ồ. Là nhớ hết rồi, có mấy năm vừa qua rồi, hả anh Lân hả? Dạ đúng rồi, mấy năm rồi. Từ lúc anh bị gì đó có ai hỏi thăm điện không? Bạn bè đó? Dạ không, ít có chơi bạn lắm. Dạ nó chơi với ai nhiều? Dạ nghèo khổ không có chơi với ai đó, giống như đi mặn quen biết vậy. Ừ. Giống như nghèo khổ ít có tiếp xúc với bạn bè đó. À. Dạ. Rồi xưa giờ là lớn lên là đi thành phố làm á, dạ. Tới giờ nó nghỉ đúng không? Dạ, ít có tiếp xúc bạn bè lắm, với phần tiền bạc không bằng như người ta. Rồi mất công bạn khinh rồi bạn chê bai rồi này kia, tội nghiệp cho em lắm. Ừ. Rồi mai mốt lỡ quay lên vậy đó rồi bên bên vợ anh muốn một đứa về nuôi đó rồi anh tính sao? Dạ chắc không được đâu. Sao vậy, lý do gì? Dạ mất công nó đổ thừa này nọ rồi mẹ đã để con dưới đây với ba rồi mà ba nở lòng nào ba làm vậy nó chắc bạc nữa luôn. Ai đổ thừa? Lỡ mấy đứa con mình nó nhỏ nhỏ xíu nó thiệt tình nó nói vậy rồi đặt cái vụ như người làm cha làm mẹ rồi thấy vui đâu. Là không chịu điêu luôn hả? Dạ. Rồi anh làm gì anh nuôi nè? Ở trên chùa nuôi em mà. Rồi sau này mấy đứa nhỏ tương lai sao? Thì nó cũng ăn học bình thường biết chữ, chứ em cũng thằng dốt nát có biết chữ đâu. Anh không biết chữ luôn hả? Dạ không. Rồi sau đó anh nhắn tin cho vợ anh được? Giống như là cũng đi học cái trường giống như nó mà cái người ông bác tới bây giờ cũng vẫn còn dạy đó. Ừ. Là đi học biết chữ, biết đường vậy thôi đó.